Tổng thống Ukraine Poroshenko ăn theo chế độ thực dưỡng mới đây, các nhà báo của trang China World đã tiết lộ bí quyết giảm cân của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Cụ thể, vào tháng 3 vừa rồi, chính trị gia người Ukraine đã dành một tuần trong phòng khám San Wellness của Tây Ban Nha. Tại đây, ông đã trải qua một khóa học về giảm cân cấp tốc. Các chuyên gia nói rằng, trong thời gian thực hiện theo chương trình này, ông Poroshenko đã giảm từ 10 đến 20kg. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ảnh RIA. Các chuyên gia hé lộ rằng, phương pháp điều trị cho ông Poroshenko bao gồm các quy trình trẻ hóa thẩm mỹ, một khóa giảng dạy và đào tạo, cũng như chương trình giảm cân dựa trên chế độ ăn uống macrobiotic. Các chuyên gia giải thích rằng, chế độ ăn uống macrobiotic là một phương pháp để tăng cường sức khỏe và tăng tuổi thọ. Chủ yếu là ăn chay, nó tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và rau. Không chỉ được sử dụng để tăng cường sức khỏe thể chất, mà chế độ ăn uống macrobiotic, tiếng Việt là thực dưỡng, cũng được cho là cải thiện sức khỏe tinh thần cũng như có tác động tích cực đến môi trường. Được phát triển bởi một nhà giáo dục người Nhật tên là Osawa. Chế độ ăn uống macrobiotic đã được phổ biến vào những năm 1970 bởi Michael Kushi, một sinh viên của Osawa và người sáng lập Erewhon Natural Food và Viện Kushi của Boston. Từ macrobiotic có nguồn gốc từ Hy Lạp và được dịch là cuộc sống lâu dài. Theo các nguồn tin từ báo giới, đây là một tổ chức y tế 5 sao chuyên về phòng chống lão hóa sớm. Các nhà báo lưu ý rằng, chi phí của một chương trình giảm cân như vậy là 3.600 euro, chưa kể chi phí dành cho chỗ ở được thanh toán riêng. Giá phòng dao động từ 400 đến 7.500 euro mỗi ngày. Ngoài ra, theo các nhà báo, các bài giảng và hội thảo về nấu các món ăn tốt cho sức khỏe cũng được tổ chức hàng ngày và yoga cũng được tập luyện. Thanh Bình, Lược Dịch. Ha ha ha,